Quy xin chào bạn. Quy đang cùng chú Bảy, bạn đi thăm Bảy Rắn. Nay tính tranh thủ đi sớm nhưng mà quốc cây mua quá trời quá đất. Chú Bảy đang thăm cái kia, trúng ngay hũ mắm mà. Thì nước ngập á mặt, nước ngập chuột nó chết. Lâu quá nó chết. Bây giờ có mùi rắn này. Mùi này là mùi kinh dị luôn. Quái mùi bình thường. Chịu không nổi. Rắn mà chết rồi. Chết mấy hôm rồi. Mình tưởng là chuột chết mà rắn chết. Đây là vườn cây mít rồi mà, mít thái kìa, quá vườn trái luôn. Mình đang ở xã Xuân Hòa, huyện Cái Sách, tỉnh Sóc Trăng nha các bạn. Về nhà của bạn chơi. Mình đi đám giỗ Rạch Giá đó. Thì sẵn trên đường về cái ghé tạt qua dạng chơi luôn. Dạ. À, trời ơi. Tiếc ha. Chỗ đó dính năm con hũ hành rồi đó. À bên đó chỗ bạn thăm thôi. Chỗ đó là 5 con. Về đi chỉnh. Ở ngoài còn chỗ nào không? Còn nóc. Rồi dép đi giọt trồng. Dép có đi quá. Dữ lắm. Ở chỗ này kìa. Nó phát cái rắn mà trong hàng rào gọi trên này dạ. Rồi nó ra trên ra chạy ra rồi. Thấy tới lên cái chỗ mà cái nó dựng cái cột lòng của nó ha. Rồi một con bò xuống mương qua lên. Thôi. Ngồi đi ra bờ gặp con nữa. Được. Nắm đuôi. Con đó chắc nửa ký gì vậy. Cái đó. Đá bậy. tưởng dạng lũi qua đâu đó thăm. Thì đi tưới cho mấy cây trái ăn trái. Có nhiều trái. Rồi, tốn bịch lúa. Thấy vẫn lúa là thất bại. Dạ. Thất cả chốn này ai cũng thấy luôn không? Dạ, thấy là thấy con đó bò luôn ha chú. Thấy bò luôn. Dạ. Không nãy cũng thấy bò luôn đó. Giờ đi đi dặn bò bắt rồi. Rước. Thấy vậy chứ đây là lúc còn trồi nó hay hơi nó chạy rồi. À. Con nào nó nằm là lì lắm. Của anh vậy chảnh vậy đó. Đạp anh luôn. Dục hết con rồi. Dục hết con rồi. Cốc nữa bạn. Quả chừng trái không. Quay cây cốc là đã cây cốc mà trái. Dạ. Này vú sữa. Vậy đây là mùa nào trái đó bạn, nhiều loại lắm bà con. Cốc, vú sữa, sầu riêng, xoài, đu đủ, bưởi. Nãy có quay cái cốc liệt đúng không? Không, em không thấy, em thấy em quay rồi. Cái cốc nó liệt quay xong rồi, cốc nó ít rồi đó. Trời ơi, quá, 2 ký vậy. Hả? Trời đất ơi, hết đâu? Đồ lú quá. Người ấy lú rồi bỏ lên hay vậy? Trời ơi, quá, trời ơi. Hết gì, chà bá lửa giữa cầu. Thằng nào lụm. Tết biết thiệt. Trời ơi, trời ơi, khổng lồ.
Rồi lụm thấy lên. Đây không người thấy gì đổ bỏ lên nó luôn. À, đặt cái lú dưới đây. À. Ừ, đặt. Mẹ không ra không có nhà. Hết nhảy rồi nó trôi luôn. Cửa đâu quay nữa. Dạ, tới nghe. Dạ, mê ha. Bẻ. Chết chuột hay. Dạ. Mất chuột thì mất chuột gì mà chuột. Rớt mà sao hôm banh hôm sân. Dạ, chết. Nó ra. Vô chuột khỏi đây. Chết, chết con rắn. Rắn hả? Rắn nhỏ, chết queo rồi. À, tuột á. Gã xương luôn. À. Mình chuột chết luôn hả? Nó ăn vô nó ăn quất chuột sao rắn chết rồi. Hai con rồi chết hai con đó hả đợt kia nãy chết hai con xương xương rắn nhỏ dãy dãy rắn thấy rồi rồi dưới đâu nè nè là con vịt lúa nè mày đâu lận quá. Nó này dữ à. Sao bay trái à. Thấy mít không? Thấy mê không? À mê mít vô đây nhìn thấy mê thiệt chứ. Mình khoái. Mít thái à, trái là sát đất. Mít thái à. Rồi coi nè. Ba trái và năm chỗ. Nhìn thiệt là mê. Một vài người phá nè chó phá không có rồi bữa nay em đã lụm chuyện thôi được anh sách đi ra đi đây này đội lắm đi ơi à cái lỗi con cũng lỗi em được anh có gì có là mê à thằng coi chanh quá chừng trái nghe hiểu chắc chắn nhiều mình lụm da nhục quá rồi à. À. Cũng đúng. Có da rắn lột nữa bạn. Cái da bụng chà bá lửa luôn nè. Con này là khủng lắm á. Nè, đây nha, cái bụng nó nè. Ghê chưa? Con đầu tiên rồi các bạn. Ừ. Đây. Ai vẽ cái đống lỏng. Ai vẽ cái đống lỏng. Lúc vẽ chưa dính. Đây còn cái nào nữa không ta? Nè, ai cưa mấy cây nè, chắc đi vẽ. Dính con đầu tiên này. Có mùi rắn rồi đó. Nãy giờ mùi chuột chết với mùi rắn chết. Giờ được con này. Đua 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 ba cũng trầm gam này ngon rồi con mùi hành nữa đó
mới vô bị hành này. Nãy giờ bị hành rồi đó. Đủ rồi đó. Ba người làm nồi cháo rồi, nấu cháo cho nhiều nhiều chút. Nấu cho mặn thiệt mặn. Không, ba người nấu chừng một lon cháo với chừng một ký hành vô là thơm hành nước đậm. Nấu cháo rắn nhưng mà phải ăn hành. Này bị chó tặc kìa, nó cắn nó có thấy chuột trong, nó cắn nó xé đạp tùm lum hết. Cẩu tặc. Cẩu tặc đạp mớp luôn rồi. Mấy cái mương này cắm ngon lắm bạn, cỏ ở dưới rong lục bình đó. Này người ta bỏ hả? Lúc trưa dạng cũng đạp trùng rồi, chiều nay mấy anh em mình cũng đi cắm. Cắm cũng gần nhà có mấy vương vườn gì nữa. Bên kia chú Bảy cầm rắn chà bá luôn kìa bạn, mà chết rồi. Chú nói kẹt đầu, trời ơi, bự quá chừng bự. Lâu quá không thăm mà kẹt đầu chết uổng rồi. Đừng con này bạn. Con này cũng bự lắm bạn. Cũng khè ghê kìa. Rồi hả? Khè kìa. Thấy cái đầu. Con cầm vô chuột. Tính không dính. Nhìn nó thấy cái đầu vô. Rắn này hiền, không có cắn như con sáng này. Cái con dao bắt kìa đó, con đó hả? Chấp chấp. Kẹ 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 kẹ. Rồi con này dài. Trời ơi. Ký luôn đó. Nó khè. Ký có trên. Ghê, nó xỉa ghê. Ôi, còn sát rác đầu chút. Đang luôn. Dơ dơ. À, rồi, gắn nó rồi lại. Bự còn sáng, dài hơn nữa. Ừ. Còn lại dài ghê. Dài. Dĩ chứ mới đã. Tí, hơn tí. Nhưng lúc chết luôn. Chỗ thì nó đã lắm mà chỗ nó không ai đi cho tới, nhưng dưới cái bụi chảy buộc dưới bụi cách chưa ở đây chưa vô mấy con bự chưa đó, bờ này phải có bự. Mấy con nhỏ thường con nào nó cũng dữ, nó ngắn bự chứ nó đầm tính rồi ghê mặt nó khẹt à. Có luôn đủ năng 21 mà tự chơi không con dây quá giờ không có đầu luôn. Lưỡi này lưỡi thép, lưỡi nó bén. Ê hầm găng hết. Ừ. Mấy bạn nào thèm xài ăn xài chấm mắm ruốc không, mắm đường nè. Chua.
Nãy mình cạp luôn. Nãy mình cạp trái. Gà được mặt luôn. Chụp luôn. Nãy chết 4 con rắn này bạn, không là được 4 con nữa. Nè, con coi cái hôm này biết liền nè. Rắn nhỏ. Này có rắn vô. Ừ, à, nó dính cái dính hôm lại đúng không? Dính hôm không biết. À, này nè, à, lông ở đây nè. À. Ngốp ở đây. Ừ, nó bự. Bự hay. Mày hay hơn tao. Thu hành. Yeah. Chúng sắp giết nó hết nổi à? Dạ. Chục ký à. Để vô cái quặng người ta, để vô quặng lại mấy con bự. Dạ. Rồi, nhớ hiểu. Lâu lắm mình mới thấy là con này nè bạn. Đây là con bà chằn. Bà chằn này để mình luộc xong rồi mình bỏ vô cái lọc cá bóng. Rất là nhạy. Cá bóng dừa. Hoặc là mình xỏ một cái sâu mình thả, mình câu cua. Thả vô sâu quanh kẽm. Để câu cua biển. Con khoái bà chằn. Thì mắc cây bẫy bạn. Nó bị bậy tặc ở đây đấy. Bị lụm ra thêm cái bậy nữa. Bị bậy tặc. Cái chỗ này dạng nó rất là ngon. Đi ghe lên. Mới về. Chú bảy nó ruồng, bắt đầu ruồng rồi. Chú bảy nó bị lấy nè. Đi cũ. Bị dân tặc. À. Bên đó là lặng quặng bị lùa luôn. Cái đó cho đặt trên lọc bè nha. Trên lọc bè. Vậy. Ừ. Giờ dân phải chặt. Đào tạo xanh sữa dữ lúc. Mất là chuyện thường. Quan trọng là cố gắng để vốn nữa. Ừ. Số lắm quá. Ờ, con heo mini dân lậu vô. Dính thắng nè. Ừ, bố đời. Heo mini. Nằm nhau xịp lẹ. Rồi con heo 200g rồi. 300g. Rồi. Rồi em cố. Mắt như nựng gái là nó không nhẹ cắn. Ừ. Nhẹ tay. Mà cũng hên xui nhầm gái không phải phải nhẹ tay. Nhầm đứa thích bạo lực. Chuột nó thang nùi rác. Con chuột không sao. Còn sớt qua đây. Thầm cũng như vàng gác nhóc chân là biến gỡ. Không có gắn mệt biến. Ừ. Làm sao lại lấy lên gỡ lâu lên. Móc 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 ra không hành bá làm thống. Chứ không vô được hả? Chiều tà. Đây là vườn cam mà. Quá chừng trái.
làm. Chào chị. Quay phim thôi. Dạ. Chị cắt gì hả? Cắt mà ngon. À, ở đây có trồng à không? Ngon là dạ. Đó, ôm đây cọng đỏ này à? Ờ, rau tôm tía đó. Dạ. Như đó. Số 3 à? Đó, ba. Ba người. Cái này người ta đun than nữa bạn. Có mấy cái lò than á. Bỏ củi vô rồi. Mấy bạn thấy khói sao kìa. Này là sớm lò than của xã Xuân Hòa. À lúc cái sông rồi sao có sông mình vớt cá không? Sông đó là trước đó. À thế sao? Sẵn chú Bảy dẫn mình xuống một cái lò than luôn nè các bạn. Ba con hai mèo con lấy mà mất rồi trời. À than chín này bịch lại nè. Hai cha. Mới bắt đầu vô dụng đó. À. Nhỏ hả? À. À mình bỏ than xong mình xếp gạch mình bịch lại gì? Dạ. Mình chụm bằng mình đốt bằng cái gì? Đó. Đốt bằng củi nè. Củi này luôn hả? Dạ. Mình vô thì củi nước đó, đó củi. À. Củi đó đó nữa. À củi nước đó làm than. Củi đó làm than bạn, còn mấy này là để chụm. Chụm lò. Thành phố chụm lên. Lấy than này để nướng đồ phải không? Bảy tiền ăn thứ nha anh Bảy. Hả? Bảy tiền ăn thứ hả? Không. Một lò ra à? Một mẻ khoảng bao nhiêu ký than hả? Thế vậy? 15 tấn. 15 tấn than, dạ. Bán hả? Mình đốt bao lâu thì xong một mẻ? Lò lớn như vậy là 24 ngày. À, 24 ngày. À, được một mẻ 15 tấn. Một 24 ngày mình phải ngưng nửa tháng mới lấy ra được à? À, ngưng nửa tháng. Ngưng đốt mới ngủ rồi. À. Cũng như vậy đó, ngưng bích lò. À, gọi là bích lò là... Hết cho hơi gió rồi, đựng lò vô rồi, dạ. Ngủ rồi. Có tôi đó với đây. 15 tấn đó mình bán khoảng được bao nhiêu tiền hả? Tôi chưa mua lại cái một tấn làm bán như 150 triệu đó. Chị bảy kiếm thứ à. Nhiều có khi hơn hút 150 à, khoảng à, khoảng 150 và dạ, có khi nhiều hơn hoặc ít hơn dạ. Thì nó lên giá lên. Dạ. À, có khi được xê dịch giữa 15, 14 đến 15, 16, 17 tấn các bạn. Là một cái lò than này khoảng 15 tấn nung trong vòng 24 ngày các bạn. Rồi để khoảng nửa tháng cho nó nguội lại rồi mới lấy than ra được. Các bạn thấy củi rất nhiều. Mấy cây này cây tạp, cây vườn này, cây đước rồi. Sớm lò than của xã Xuân Hòa nha các bạn. À. Đây là một cái lò đang đốt than nữa. À, mình cứ đẩy vô vậy ha. À, đẩy vô nó chảy gần hết. Nó chảy gần hết rồi á. Bắt đầu mình mới xúc bớt than, nếu than nhiều xúc bớt bắt đầu mình thêm củ vô. Dạ. Vậy đó. Dạ, chùm trong vòng 24 ngày vậy đó ha. Dạ. Lò này... Rồi sau đó mình mới bít luôn cái lỗ này lại không phải chú? Bốn lò này ra có khi 18 tấn không dịch. Dạ, lò bằng xe bằng gạch đó. À.
Chú Bảy nói chỉ trong vòng 2 ngày là xây rồi, cái hai người xây cái lò này các bạn. Mình che vậy là cho mưa đừng xuống hả chú hay sao? Mình cái ngày mưa đừng cho nó ướt vô cái lò, mình chụm nó mới mau. Dạ. Đây là cái sông nữa bạn, sông từ sông Xuân Hòa từ cầu Cái Côn đi thẳng lên đây nè. Chỗ anh em mình hai bạn vớt cá vào buổi tối các bạn. Đây là cái xóm lò than này các bạn thấy ha. Sông này thì cũng để ghe vô để vận chuyển than đi luôn lên thành phố. Nhờ xuống đây mình mới biết thêm cái nghề đó. Nhà các mà các bạn thấy dính mùi than không? Năm 76 bắt đầu thu vô, 76 tới giờ. À. Ăn gì vậy? Ăn mì hả? Con gì nè? Con gì? Con gì? Thua xét. Cái gỡ bon. Hôm nay tổng kết được 6 con tất cả bạn, sáng được 3 con, chiều được 3 con. Trời. 3 con không giống không ngon, 3 con ở đây. Ừ. Còn ở đây y. Cũng khác lắm. Cũng được, không nổi tệ. Đi thăm là có rắn. Có một ít nhiều. Con kia là ống bò quá nhiều luôn. Kia nó ghim đi. Con kia là thuộc số ghim. 3 ký mấy cho hôm nay? 3 ký 4, 3 ký 3. 3 ký 3 cắn 6 con. Con đồng con hơn nửa ký. Chào bạn nha, kết thúc clip nha bạn.